Quân đội Israel tuyên bố đã phát hiện 800 đường hầm dẫn đến mạng lưới hầm ngầm rộng lớn của Hamas kể từ mở chiến dịch tấn công trên bộ vào giải Gaza ngày 27 tháng 10. Trước khi cuộc xung đột bùng phát ở giải Gaza cách đây 8 tuần, phong trào Hồi giáo Hamas từng tiết lộ đang nắm trong tay hệ thống đường hầm trang trịt dài hàng trăm cây số để bảo vệ và đóng vai trò như căn cứ hoạt động của nhóm. Điều đó khiến mạng lưới đường hầm này trở thành mục tiêu hàng đầu cho các cuộc không kích của quân đội Israel. Reuters dân tuyên bố ngày 3 tháng 12 của lực lượng phòng vệ Israel IDF thống kê, binh lính Do Thái đã phá hủy 500 trong tổng số 800 đường hầm của Hamas mới phát hiện được bằng nhiều phương pháp khác nhau kể cả cho nổ tung và bịt kín. Theo nhà chức trách Israel, nhiều cây số đường hầm chính của đối phương đã bị đánh sập. IDF cũng cáo buộc các đường hầm của Hamas nằm trong khu vực dân sự với phần nhiều trong số đó nằm gần hoặc bên trong các tòa nhà và công trình dân sự như trường học, nhà trẻ, đền thờ Hồi giáo và sân trời. Tuyên bố trên của IDF cũng được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc thế giới ngày càng lo ngại về sự gia tăng thương vong của dân thường trong chiến dịch quân sự chống Hamas của Tel Aviv ở dài Gaza. Mỹ đã hối thúc Israel phải thận trọng và giảm thiểu thương vong cho người dân trong khu vực. Cùng ngày, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia Khan, lãnh đạo cơ quan an ninh Israel Sinbet Ronen khẳng định nước này quyết tâm loại bỏ Hamas trên toàn thế giới, dù đó là ở Gaza, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar hay bất kỳ đâu. CNN trích dẫn lời ông bà nhấn mạnh, quá trình này sẽ mất một vài năm, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó tới cùng. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo cả an ninh cũng như cảm giác an toàn. Thật không may, vào ngày 7 tháng 10, chúng tôi đã không thể làm được. Tôi nghĩ chúng tôi đang trên đà phát triển, chúng tôi không chờ đợi, chúng tôi đã rút ra bài học từ các sự kiện này.